Đây là khóa chuyến dã ngoại về Vĩnh Long của thầy Bùi Quốc Châu khóa 139. Hôm nay chị Hà mặc đồ đẹp quá. À, có Ngọc Anh đây. Đây chụp được đây, đây năm nay rồi. Có đẹp. Không được tung nên ai xe qua kia nó bấm số mấy rồi anh? 57, 63, 28 người, đã gặp tiền thủy nữa là 29 đúng không? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 27 hả? Cái này thật hay bác nha. Đây là nhà thờ. Đây nhà thờ Đức Bà này. Công viên Paris. Nhà Đức Bà. Mới đầu cho nó nhẹ nhàng tí thì mọi người có bất cứ một cái gì thắc mắc về diện chẩn, ví dụ như là thật sự ra mà nói trong lớp đó, thầy dạy là thầy chỉ dạy về cái triết lý thôi, thì em cũng hiểu, em cũng đi nghe thầy Nguyên nói chuyện và em tới nhà thầy Nguyên luôn á, nghe chứ bây giờ nếu mình đã đi học mình phải hiểu, thì lúc đó mình hiểu nó cũng thêm mới mình thì nay trên xe có Huỳnh. Thôi anh Huỳnh đi cho nó nã. Vậy thôi giờ ở đây em kêu anh chị hết nha. Đúng rồi. Dạ. Ở đây cho mọi người trẻ hết. Thì hôm nay sẽ có anh Huỳnh trên xe mình á, thì đầu tiên là mọi người bất cứ cái gì mà mình chưa có rõ về diện chẩn, rồi mình hoặc là mình chữa bệnh mình còn cái gì thắc mắc, thì muốn mời anh Huỳnh lên xe là để anh có thể anh chia sẻ rất là nhiều điều mà anh làm ngày nhiều năm rồi. Vậy đó là mục tiêu thứ nhất. Rồi trên xe sẽ có nhiều anh chị cũng có kinh nghiệm về chữa bệnh nữa, thì mình cũng có thể chia sẻ với nhau. Thì mục tiêu của mình đầu tiên là diện chẩn. Dạ, mới vừa qua con rồi giờ phía bên tay trái của mình là quận 8 ấy. Quận 8 ấy thì nổi tiếng là để luyện tập. Như là hình như nó là cũng đúng hay sao mà con đã từng bị là đi tới đó là thôi chỉ có ngồi mà nhìn sông nước thôi. Tây Nam của thành phố ấy, gọi là cái vùng mà quận 7 bây giờ ấy, quận 8 bây giờ là cái túi chứa nước của thành phố. Con có một cái cũng khá thành công là năm 2011 con đi Mỹ, con có làm một cái presentation là một cái bài trình bày để thắng một cái dự án co với tập đoàn Seagate đã quyết định đầu tư vào Việt Nam hay không. Thì lúc đó có 12 nước đều muốn đến Mỹ để mà xin cái dự án đó, và sau khi vào vòng chung kết là chỉ có 3 nước thôi, đó là Hàn Quốc, Malaysia và Việt Nam. Việt Nam thì con là đại diện. Thế khi mà bay qua bển á, thì mỗi nước vậy sẽ được present trong một ngày, là nói là tại sao lại chọn nước đó để mà đầu tư. Thì mỗi dự án này có 168 triệu đô thôi. Thì khi mà con bắt đầu phân tích các đối thủ hết á, thì con thấy là mình có lẽ là mình chỉ có hơn nó là về cái giá, người ta gọi là low cost, tức là chi phí thấp. Nhưng mà Malaysia người ta cũng có thể cạnh tranh được của mình mà nó chỉ nhỉnh hơn mình. Ví dụ như mình là ví dụ như cái chi phí mà nó phải trả cho mình là 100 đi, thì Malaysia là 120. Vậy thì nó coi như là nó sẽ bỏ qua cái điểm đó, là mình sẽ không cạnh tranh bằng Malaysia. Nhưng mà mình sẽ cạnh tranh bằng được cái gì? Còn Hàn Quốc thì nó lên tới 160 lần, có nghĩa là có thể cạnh tranh được. Cái chi phí là lương với lại các cái mặt bằng này. Thế thì các cô chú biết khi mà con thắng cái dự án đó là nhờ con nghiên cứu về dư địa chí thành phố Hồ Chí Minh. Ngay khi con lên làm cái presentation đó, thì mỗi nước được quyền trình bày trong một ngày làm sao để thuyết phục bên Mỹ nó đầu tư mà. Thì người ta mới hỏi là why, coi như là tại sao lại chọn Việt Nam ấy. Thì con mới phân tích ra đầu tiên là con nói về là giá thấp cái đó, chi phí thấp nhất. Thì cái đó thì mình phải nói làm sao để thuyết phục người ta. Nhưng mà tao nói là nếu mà tao chọn mày á, thì làm sao mà kỹ thuật mày bằng. Nhưng mà lúc đó con chứng minh là kỹ thuật con có thể. Tại trước khi mà con làm dự án đó thì con cũng là giám đốc của Western Digital, là cái hãng ổ đĩa lớn thứ nhì thế giới. Nhưng mà Seagate là cái hãng ổ đĩa lớn nhất thế giới. Thì lúc đó con muốn lấy cái dự án đó về. Thế thì con mới chứng minh cho nó thấy là con đã quản lý cái đội ngũ kỹ thuật đó, là như là đạt những cái giải thưởng của Western Digital. Có nghĩa là con chứng minh là đội ngũ đó tại sao mà người Việt Nam có thể lấy được kỹ thuật đó. Thì có nghĩa là lúc đó là mình với Malaysia là một điều đấy. Nó đánh một cái trận đó là mình phải biết là giống như chơi bằng cờ, là mình sẽ đi con nào, con xe đi đâu, ngựa đi đâu. Đại khái ví dụ như là chơi về lương đó, là con xe của mình đó, hoặc là chơi về kỹ thuật là con pháo của mình đấy, là mình sẽ biết thắng cái nước đi nữa nào. Thế bây giờ còn mới đánh cái nước mà cái nước cuối cùng mà nghĩ là thắng được á, là chính là cái dư địa chí á. Thì cái ý này rất là hay. Cô chú anh chị mà còn nhớ năm 2009 2010 thì ở Malaysia và Thái Lan nó có một trận ngập lụt, không biết các cô chú anh chị còn nhớ không? Và vì cái trận ngập lụt của đó nó làm cho toàn bộ nền kinh tế thế giới bị trì trệ mất 3 năm. Có nghĩa là tất cả những cái hãng đều bị thiệt hại. Khi mà nước mà dân cao ở Thái Lan và Malaysia thì hai nơi đó là hai cái nơi mà thế giới tập trung đầu tư vào đó rất nhiều, gồm có Mỹ, Nhật, châu Âu. Châu Âu nói chung đi, tại vì nó là Pháp đều rất là nhiều. Thế thì khi mà nó ngập á, là nước nó lên, là hồi đó con đi qua bển là nó ngập lên như vậy là khoảng độ sâu á là khoảng 2 đến 3 mét. Cho nên tất cả các cái nhà máy của nó đều bị ngập, cái máy móc đều ngập trong nước hết á. Và cái thiệt hại của nó lớn đến độ mà cái công nghệ mà nó sản xuất để mà gọi là spare part, là nó chuyển các cái phụ tùng á. Thí dụ con nói nè, cái hãng xe hơi của Nhật Toyota thôi thì nó sẽ sản xuất các cái phụ tùng như là kiếng, lốp xe, bánh xe, niền xe, thì nó sản xuất ở Thái Lan. Cái ở Malaysia thì nó làm các cái chi tiết thí dụ như là loa, dàn lạnh, dàn điện vân vân. Thì như vậy thì nội cái hãng Toyota nó bị trì trệ mất 3 năm, bởi vì lúc đó là bị các cái nhà máy bị đứng, mà khi nó ngập một cái là các cái máy móc mà để mà sản xuất dây chuyền đó nó chết hết, nó tê liệt hết. Mà để phục hồi lại đó là nó mất 3 năm. Thì lúc đó toàn bộ cái giá mà các cái spare part là các linh kiện này nó đều tăng lên gần như gấp đôi, bởi vì nó bị khan hiếm. Và nếu mà tăng lên gấp đôi vậy thì không cạnh tranh được, cho nên các cái nhà máy bắt buộc phải chi tiền ra để giảm cái. Lúc đó giá linh kiện vẫn tăng cao, nhưng mà người ta không được tăng gấp đôi, người ta chỉ tăng ít thôi. Và cái bài học đó nó làm cho tất cả các cái quốc gia như Mỹ, châu Âu, Nhật đó, là nó sợ sệt hết, bởi vì nó làm cho kỹ thuật đi lùi hết 3 năm. Tại vì nó phải giống như ở nhà mình mà có ai bệnh đó, thì làm sao đi học được, có nghĩa là cũng không có tiến triển được, mà lại lo ở nhà thì có nghĩa là mình đi lùi, chứ không phải là mình sức khỏe xuống nữa. Thì các cái hãng nó như vậy. Thì con nhận được cái yếu điểm đó, thì khi con lên presentation đó, con mới nói nó là why choose Việt Nam, là tại sao chọn Việt Nam. Thì con mới chứng minh cho nó thấy là nếu mày chọn Malaysia mày sẽ bị ngập giống như cái trước. Tại vì sao? Nó dự định là nó làm ở cái hòn đảo Penang. Nói vậy mà cũng biết trở tay đi. Cái nó mới nói nếu vậy tại sao tao chọn Việt Nam. Cái con mới nói là đây, tại sao chọn. Thứ nhất, nhà máy của mày ta sẽ thay ở khu chế xuất Linh Trung á, ở là Thủ Đức. Thì khu chế xuất Linh Trung á, con mới đưa ra cái dư địa chí của Pháp viết á, con chứng minh cho nó thấy mà con làm trên cái presentation của con á. Thì chứng minh cho thấy là Pháp vào năm 1890 ổng qua đây, ổng đã nghiên cứu cái này, và đến năm 1924 đã ấn hành ra cái cuốn sách là Dư Địa Chí Gia Định Sài Gòn, và đã chứng minh rằng á, Thủ Đức, cái vùng mà ta dự định đặt nhà máy á, là cái nóc nhà của Sài Gòn. Quý vị nên nhớ nghe, Thủ Đức là cái nơi cao nhất ở Sài Gòn, nó là cái nóc nhà của Sài Gòn. Nếu vậy cái vùng đất mà phía đông bắc Thủ Đức là cái nơi cao nhất, mà vùng trũng á, trong như địa chỉ có viết đó, đó là chính là cái túi nước của thành phố là quận 7 và quận 8 để chứa nước. Thế còn chứng minh cho nó thấy bằng dư địa chỉ mà sách cũ luôn á. Và nếu mày đặt lên nhà máy ở đây mà nếu nhà máy mày mà bị ngập thì gần như Bangkok và Malaysia là Penang với lại Kuala Lumpur gần như là bị ngập trong nước khoảng 5 mét. Cậu chứng minh cái là nó nhìn nó rung động. Thế nó nói thôi. Mà cái độc đáo là khi con nói vậy là nó làm cho nó đánh động trong cái đầu của nó là risky, có nghĩa là quá rủi ro, quá nguy hiểm. Cho nên sau khi con present xong về thì đó là cái điểm mà điểm nhấn mạnh nhất mà cuối cùng nó chọn Việt Nam. Sau đó còn làm giám đốc của nhà máy Seagate tại Việt Nam. Cái kiến thức về địa lý sau này con đi nói chuyện với học sinh sinh viên rất nhiều, kiến thức địa lý tưởng chừng như là nó là vô bổ nhưng mà nó trở thành một cái kiến thức mà để cho mình tự nhiên mình nắm được nó rồi mình lại thắng trong một cái cuộc đàm phán, trong một cái kinh doanh, một cái cơ hội kinh doanh. Cho nên con Hoành trở lại nói tại sao hồi nãy nói cái túi nước này. Thế thì khi cái túi nước nằm đây á, hiện giờ mà thành phố Hồ Chí Minh ngập là tại vì lý do đó đó. Có nghĩa là phát triển quận 7 thành một cái đô thị thì cái túi nước không biết chảy về đâu, và chính các cái kênh rạch này bị lấp để mà phát triển đô thị một cách vô tội vạ đấy, thì thành ra là thành phố quận nhất, quận 3 mới bị ngập ghê gớm như vậy. Nhưng các cái kênh rạch không bị lấp, và nếu mà vẫn phát triển nó là cái vùng là túi nước là gì, mình phát triển nó trở thành thí dụ một cái điểm du lịch, một cái điểm mà để phát triển về bán nông nghiệp, là dịch vụ mà có nông nghiệp trong đó thì thành phố nó sẽ rất là nhẹ nhàng. Đó là túi trũng. Cho nên lý do mà mọi người cứ thắc mắc tại sao mưa xuống cái là quận 8 là đầy nước và quận nhất vân đầy nước là vậy. Thì mà cũng đó là cái lý do mà sau này mà con mà suy nghĩ gì về bất động sản mà con nghĩ rất nhiều về cái hướng Thủ Đức là hướng nó bền vững. Cho nên nhà con cũng là một cái điểm nữa con cũng chia sẻ thêm là con có du học ở Úc 2 năm á, thì con thấy ở Úc nó hơi lạ nè. Tất cả những cái người mà giàu có, con chia sẻ này để mọi người suy nghĩ nè, tất cả những gia đình mà giàu có đều ở hướng đông của thành phố á. Thế con đi nhiều thành phố lắm, từ Melbourne, Sydney, Perth vân vân, thì người ta thấy là Brisbane, người ta thấy là đều là hướng đông hết á. Thế thì con mới thắc mắc điều là tại sao người ta mới nói nè, đối với ở nước Úc á thì người nào nghèo là ở hướng Tây. Quái phải sốc kỳ vậy mà rất là lạ nha, cứ hướng Tây là đúng là người nó không được lịch sự. Con mới hỏi tại sao, nó mới nói nè, rất đơn giản, mọi người đi làm á đều vào thành phố. Nếu mà mày mà ở hướng Tây á thì sáng á mà mày lái xe vô thành phố đi làm thì mặt trời nào cũng rọi vào mặt mày hết, rất khó chịu, đúng không? Có nghĩa là mình ở trung tâm thành phố, mình ở hướng Tây, đúng không? Mà mình đi làm á thì có khi nào mình đi sáng ra là mặt trời mọc ở hướng Đông thì khi nào mặt nắng nó cũng rọi mặt mình hết, chạy xe rất khó. Mà tới khi chiều đi làm về xong, nhà mình ở hướng Tây thì mặt trời lặn ở hướng Tây, lái xe về mặt trời nó cũng chọi vào mặt không. Cho nên người ta rất là lạ, thế giới nó rất là lạ. Thế khi người ta nói câu đó xong á, con suy nghĩ rất nhiều, con về con mới lật bản đồ ra, con thấy đúng là bất cứ một đất nước nào, một cái bờ đông của nó cũng phát triển hết. Thứ nhất, cái thứ hai là phía ở Bắc á, phía Bắc mà bờ đông thì luôn luôn cũng giàu có hơn là ở phía Nam ở bên dưới. Thử quý vị coi bản đồ trong Mỹ ra, Canada với Mỹ thì phát triển hơn cái vùng Nam Mỹ, đúng không? Nhưng mà cái bờ đông của Mỹ á, thì bao giờ cũng giàu có hơn. Cứ bờ đông là giàu có. Qua nước Nhật cũng vậy, bờ đông. Trung Quốc cũng bờ đông, không? Cứ ở trên thì phát triển hơn ở dưới, cứ như vậy. Thế thì mình mới nghiệm ra điều là hình như nó có một cái quy luật rồi. Và chính vì cái bài dạy của người Úc á, mà nói cho mình về cái mà lái chiếc xe để mà đi làm như vậy á, bao giờ cũng bị chói mắt. Để con thấy đúng. Cho nên ở thành phố Hồ Chí Minh, quý vị sau này mà có con có cháu nói có đầu tư hướng Đông. Bởi vì người Pháp cũng đã viết điều này rồi. Người Pháp đã viết dạ. Là tại em dạ. Em đầu tư trước rồi. Nhưng mà đây là một cái bài học mà em nghĩ nó cũng rất là quý giá. Dạ. Nói vậy cũng giấu tay. Dạ. Rồi, nếu mà đã chia sẻ rồi, con chia sẻ cái bài học thứ hai, nhưng mà thực sự ra nó là bài học đầu tiên khi mà con qua sống ở Úc. Thì cái bài học này rất độc đáo mà tới bây giờ con đi nói chuyện, rất nhiều. Thế thì lúc đó con được một học bổng MIT là cũng gần như là đầu tiên của thế hệ ở Việt Nam á, để học để master bên đó. Thì khi con qua thì có một cái ông là trưởng khoa tương đương với hiệu trưởng bây giờ. Tại cái trường đại học của MIT nó lớn lắm, nó có 12 cái campus, mà mỗi một cái campus là cái trung tâm đại học, mà mỗi cái trung tâm đại học của nó vậy, nó lớn bằng cũng cỡ như bách khoa của mình đây. Có nghĩa là một cái campus của nó rộng khoảng vài chục hectare. Thế thì khi mà ông dẫn con vô thì cái ngày đầu tiên qua thì mình bỡ ngỡ, thì ông mới này mình chuẩn bị ra cái đường quốc lộ 1 để ra cao tốc. Hay là mình ngắm cảnh tí ha, để ngốn ngang. Cứ nói đi. Đang hay anh. Cái bài học này nó rất là độc đáo, là ông mới dẫn con đi ra một cái nhóm sinh viên mới qua luôn, tất cả những người có học bổng á, để được mời ông dẫn đi để mà tham quan. Thì ông ra ngay một cái quảng trường. Thì năm đó là năm 1999, thì dựng giữa quảng trường là có 3 số 8. Cái ông mới cho tất cả cái nhóm sinh viên á, dừng lại hết và hỏi đây là biểu tượng của nước Úc. Thì lúc đó thì Việt Nam mình mà nói tới số 8 là ớn ốc rồi. Tại vì ông nói, mình nói trong bụng, nói trời đất ơi, vì mà Việt Nam mà nghe tới số 8 là tưởng tượng tới cái còng số 8. Cho nên thành ra mà nghe biểu tượng Úc mà 3 cái số 8 có nghĩa là còng 3 lần là thấy đuối rồi. Thế thì ông mới nói đây. Thế thì mọi người có biết là cái ý nghĩa của biểu tượng 368 này là gì không? Thì lúc đó là mình chột bụng, mình nói trời ơi, tù tội rồi. Đối với Việt Nam cái số 8 là nghe là người ta né rồi. Thế thì cũng không ai giải thích được hết 368 đó là gì hết. Thế cái bài học đầu tiên này ghi là dấu ấn rất độc đáo mà nó cũng làm thay đổi cuộc đời của con rất là nhiều. Thì ông mới nói ba cái số 8 này nè là biểu tượng của... Ủa mà ở đây có ai biết không ta? Không. 3 số 8 đó là biểu tượng của một ngày, 24 giờ trong một ngày, 3/8/24. Và nước Úc, biểu tượng của nước Úc. Nói trời, nó không lạ, biểu tượng của thành phố Melbourne của nó đó. Nói mình cũng chưa hiểu nữa. Thì ông mới nói nè, số 8 đầu tiên, mọi người mới yêu cầu giải thích. Thì ông nói số 8 đầu tiên đó là 8 giờ lao động. Có nghĩa là mỗi người phải biết mỗi ngày có 8 tiếng đồng hồ để làm việc. Yeah, mọi người vỗ tay. Vậy số 8 thứ hai là gì thầy? Ông nói số 8 thứ hai là cái số 8 để relax. Yeah. Trời ơi, nước Úc sao mà relax dữ vậy? 8 relax có nghĩa là thư giãn, nghỉ ngơi. Cái nói trời sao nước Úc nhưng mà nghỉ ngơi gì mà tới 8 giờ ghê vậy? Ông nói không, tại ai lúc đó nghe mà chơi tới 8 tiếng thì cũng vỗ tay mà nói ủa nếu vậy thì nước Úc sao giàu có được. Thì ông mới nói không, relax ở đây các bạn nghĩ sai rồi. Relax ở đây là gồm có ngủ cũng là relax, ăn uống cũng là relax, mà vệ sinh cá nhân cũng là relax, tắm rửa cũng là relax. Tới đây mọi người nói thôi chết cha rồi. Té ra 8 giờ thư giãn của nó là chính là 8 giờ trong đó có ngủ, có ăn uống, có vệ sinh cá nhân, tắm rửa. Thế thì ông mới nói vậy đố cái 8, số 8 còn lại là cái gì? Mọi người mới nói nghĩ, mọi người chế ra đủ thứ kiểu là nào là đi chơi, rồi nào là nói ủa có tivi nữa, bọc bậy. Thế mọi người ông để cho cái sự thắc mắc nó tăng dần dần lên, ông mới nói số 8 cuối cùng mà để nước Úc thành công á đó là 8 giờ sáng tạo. Nếu vậy 8 giờ để làm việc là lao động, mọi người đều phải làm, thì 8 giờ còn lại mình tính trong đó cả ngủ ngơi, ngủ nghề rồi ăn uống rồi, và 8 tiếng còn lại là phải sáng tạo. Và chính vì cái bài học đó, nên cuộc đời con đó, khi con về con suy nghĩ rất nhiều, và mình giảm cái chuyện ngủ lại, mình tăng giá. Nhưng mà nó đâu bằng Việt Nam mình 8 giờ nhậu. Cho nên mình mới là xếp là một trong hai nước đầu tiên của thế giới tiêu thụ bia. Chỉ ăn chơi. Và đó là mê học nó rất là độc đáo. Có nghĩa là giờ mọi người phải tự biết rằng mình phải có 8 tiếng đồng hồ để mình sáng tạo. Nếu chưa đủ thì mình chưa thành công. Rồi bây giờ có ai có câu hỏi gì về Diện Chẩn chưa ạ? Rồi mọi người lắng nghe câu hỏi đầu tiên nè của cô Vân. Cô cứ hỏi, ở đây mình không có sợ mắc cỡ, tại vì con nói thiệt luôn á, là nếu mình mắc cỡ là mình không bao giờ mình tiến hết, mà bản thân con vậy, con hỏi nhiều câu ngu lắm. Có nghĩa là con không bao giờ giấu dốt, cho nên con cứ dốt hoài. Dạ, cô cứ hỏi ạ. Dạ. Học á, thì coi những cái gì mà nhà chữa bệnh cái kia nữa đó. Dạ vâng. Tôi ngồi một mình đó, tôi học thì tôi biết là mình sẽ chữa như vậy. Yeah. Nếu gặp đó thì mình chữa như vậy. Nhưng mà sau nghe cái người họ bị bệnh, cái tự nhiên cái bệnh đó đó, tự nhiên cái đầu óc mình nó lu bu. Rồi cái câu hỏi như sau nhờ bác Huỳnh trả lời nè. Mình tới lớp mình học thì chỉ là thí dụ như là phát đồ như là bổ máu, bổ huyết đi, bổ máu âm huyết đó, thì mình biết là sẽ bấm vậy đó, hay là phát bộ đồ là trị như là táo bón đi thì bấm vậy đó. Nhưng mà tới khi gặp bệnh nhân tới cái là mình thấy mình lu bu, mình không biết làm gì hết, thì có thể bác Huỳnh chia sẻ là có cái cách nào không, và chỉ cái cách như thế nào không. Rồi các anh chị lắng nghe ha. Có tay. Dạ. Thưa các cô và anh chị, tôi là một học viên Diện Chẩn. Đây cũng là lần đầu tiên mà đến lớp và được vào cái khóa 139 này. Đối với tôi thì cái việc học Diện Chẩn từ hôm mà học thầy đến bây giờ thì chưa có cái được cái biết cái bổ huyết, và cũng không biết cái bệnh mà như vừa cô vừa nói. Thì ở đây thì có một cái này, lẽ ra là có những cái lớp như lớp của thầy Kiệt, thầy Tâm và thầy Luân, thì cái đấy mới là dạy cơ bản về huyệt để mọi người nhận được. Nhưng ở đây ta đến một cái lớp trình độ, tức là từ hôm nay tôi biết về Diện Chẩn cũng đã lâu, nhưng mà cái thầy dạy là dạy mức độ nâng cao. Ví dụ thì chưa bao giờ thở âm dương khí công. Dạ. Nhưng mà đến bây giờ thì qua cái sự giúp đỡ của thầy tôi mới biết đến âm dương khí công. Nên nhiều người mà chưa làm được cái âm dương khí công chữa được bệnh, đúng không? Cái khóa 133 người ta nói là chữa được bệnh, thở được, mà có cái thí dụ như là cô Bạch Tuyết chẳng hạn, cô giới thiệu về cái thở âm dương khí công thì hai vợ chồng sinh hoạt vui vẻ mà không khô hạn, mà không mềm yếu. Đấy là cái điều mà tôi cũng chưa biết. Đó. Nhưng mà thầy Kiệt thì như vừa rồi dạy 12 buổi đấy, rất cơ bản, thì mọi người biết cái huyệt đó, và khi người ta bệnh đấy thì mình. Thế còn là cũng có người mà trình độ văn hóa rất thấp, nhưng người ta học ta nhập tâm được thì bấm huyệt rất chính xác. Và như cái đoàn tôi đi vào đây có những người đọc phanh vách từng huyệt một, mà trong cái đó tôi không nhớ gì hết. Tôi giống như Trương Vô Kỵ là vô chiều hết. Đấy, báo cáo như thế để thấy được này, từng cá nhân tiếp thu, nhưng tôi có sáng tạo. Tôi sáng tạo là cái gì? Tất cả các thầy về Diện Chẩn đã nói thì tôi ghi vào, chứ không thể nhớ đâu. Bây giờ là tôi 72 tuổi, kém lắm, không có trí nhớ, nhưng tôi ghi vào thì trong đó có một mẫu bút chì và cái tờ giấy. Lúc nào cần thiết tôi lại mở ra tôi xem, hoặc là tôi ghi hình như hôm nọ học cái lớp vừa rồi của các cô giảng như gió, tôi cứ bấm máy liên tục để cái đấy về nhà tôi lại phải bắt lại tôi xem. Thì đấy báo cáo như thế, thì bây giờ hỏi bảo thế là châm ở đâu, châm cái gì? Nếu như châm huyệt mà mọi người chữa ở đây không để tôi nói lại cái điều này, châm huyệt nhưng không nhớ đúng huyệt thì nó nộn tác dụng lại. Đấy là một cái điều mà thầy dạy rồi, nó nộn lại. Ví dụ như đáng lẽ ra số 0 phải đi trước hoặc số 0 phải đi sau, nhưng các vị cho số 0 vào giữa là không có tác dụng. Không tác dụng thì nó không ảnh hưởng đến sức khỏe con người, nhưng nó không khỏi bệnh. Nó ra một tác dụng khác chứ. Nó đây chỉ nộn thôi. Thế có cái là nộn ngược. Thế thì tôi xem thầy Hoàng Minh Phúc thầy bảo thế này, phát đồ đấy đáng lẽ ra là lạnh giảm xuống để cho giảm nhiệt, nhưng mà nếu làm nộn thì nó lại tác dụng ngược lại, nó nóng lên. Thế đấy là nghe thầy. Còn đấy là báo cáo với cô như thế để đấy thế. Không, cô xin bổ sung. Dạ, có hiểu ý cô. Nhưng mà lại nếu mình không phụ bắt đầu thì dỡ cái sổ ra. Cô này cô có cái gì? Cô gặp bệnh nhân là cô quên. Chắc là đi hai xe. Sao đó đó. Có nghĩa là mình biết là nếu ấy phải dỡ bắt đầu thì nhưng mà cô thuộc bài, nhưng mà khi gặp bệnh nhân là cô có quýnh lên cô quên. Tại sao cái nghe nói tới cái bệnh đó chứ giờ bệnh cảm thì mình rất là thông thường. Tự nhiên tôi nghe người ta nói là bệnh cảm cái là đầu óc tôi bắt đầu nó luôn buồn sụp lên. Nó không biết là mình phải mà phải bắt đầu từ đâu và có như thế nào. Dạ. Không biết bắt đầu từ đâu. Rồi. Vậy cái này tôi xin nói này. Nếu như nói mà gặp bệnh nhân, tôi cũng đã từng có lúc mà tôi rất nhớ cái bài mà tôi đến trả bài cho ban giám khảo. Thế nhưng đến khi đến nơi thì hồn vía lên mây. Tức là 7 và 10 vía là chỉ còn 3 thôi, mất 7 thì không làm được. Thì cái đó là này. Không, tôi học thì không sợ dốt, cứ mở sách ra. Mở sách là đúng nhất, không có nhớ đừng làm tài tử. Nhớ ra thí dụ như cái huyệt đầu tiên phải là bổ huyết, phải là 22, đúng không? Sau mới đến 3 năm. Thì cứ thế làm thân dần từ không sai được. Nhưng mà đằng này lại bảo giờ sợ ra là tôi đi học bấy nhiêu rồi. Kể cả học đến nâng cao mà kể cả những người học đến A3+, đúng không? Không quên. Thì đấy là kinh nghiệm của tôi như thế, cho nên là một là ghi chép đầy đủ và hai là đến khi làm công thức phải dở sách, không để nó sai sót. Báo cáo như thế. Còn riêng bây giờ thì tôi không dùng đến sách mà tôi dùng đến cái thuật của thầy. Dạ, cho con xin bổ sung thêm tí xíu à. Cái câu hỏi của chị Vân á, là như vậy nè. Nếu mà ai rơi vô tình huống mà giống chị Vân á, thì em xin chia sẻ tí xíu thôi. Có nghĩa là chị Vân á, thì học bài rất là kỹ, rất là thuộc. Nhưng mà giống như đi thi á, lên thi thì run quá. Bệnh nhân vô là run không biết làm gì. Thế thì em chỉ góp ý là mình cũng giống mình đi thi vậy thôi. Mà chuyến này mình đi thi á, bệnh nhân tới á, là thi được phép mở tài liệu. Mặc mở gì? Không mở. Bệnh nhân tới thì cũng giống đi thi mà được mở tài liệu thì cứ mở tài liệu ra chép, có ai phạt đâu. Có nghĩa là mình cứ đem phát đồ ra, ịnh nguyên cái phát đồ lên mặt người ta. Ở đây đúng là số huyệt 37 đây nè, 3 cái huyệt. Nhưng mà rung quá không nhớ gì hết. Cái đầu nó lộn xộn. Dạ. Dạ rồi. Con góp ý. Dạ cô thở đường dương đi. Thở đường dương đi. Nó sẽ bình tĩnh lại. Là cô bị bấn loạn. Con nghĩ thêm này nè. Giống mình đi thi mà giờ thi nhiều lần quá thì thành ra nó chai lì đi. Thành ra đâu có sợ. Cho nên cô phải mạnh dạn. Cô chị một người rung, hai người rung, ba người rung, thì tới người thứ tư là bớt rung. Mà tới người thứ 10 thì ngon rồi. Thì đâu còn gì nữa đâu mà quên. Rồi. Cho người hỏi. Dạ, con xin phép hỏi chút là trong quá trình chữa bệnh mấy năm bác đã làm nhiều về ca thoát vị đĩa đệm và chèn xuống của thần kinh tọa chưa ạ? Cái câu hỏi của chị tôi có cái này. Tôi là bệnh nhân đầu tiên của cái việc chữa đấy. Tức là tôi bị bệnh thì tôi chữa cho tôi đã. Còn đúng như thầy nói là trước mắt chữa cho mình, sau mới chữa cho gia đình mình, và cuối cùng mới đi làm cho thiên hạ. Đấy nên là cái đó là khi nào có trình độ mà đứng trước mọi người không run nữa thì lúc bây giờ mình mới chủ động chọc được. Còn chọt chọt mà nó không trúng thì coi như là không có tác dụng. Vâng, thì thế là con chia sẻ thêm. Tức là bác đã chữa những cái ca nào, tức là theo cái cách của mình ấy. Vâng. Còn đâu cách của thầy thì sau này mình nghiệm sau. Vâng, vâng, vâng. Con sẽ nói tại vì là chồng con là cũng bị thoát vị đĩa đệm. Vâng. Mà cũng là chính vì cái thoát vị đĩa đệm với đưa con đến cái ngày hôm nay nó học được cái Diện Chẩn á. Thế nhưng mà cũng chữa là tương đối nhiều rồi. Nhưng mà hiện giờ là cũng chỉ đỡ gọi là một mức tương đối thôi. Cho nên là con hỏi là trong cái quá trình chữa bệnh của bác ấy và bác chữa của bác với lại một số ca như thế nào thì con xin. Thì hôm nay là anh Tùng vừa mới bảo đi sang xe này thì tôi nói có anh này, tôi là người miền Bắc mà cũng rất muốn đi được giao lưu tiếp xúc với những cái cô bác anh chị là người Nam. Thì mỗi một vùng nó có, nhưng mà tôi để ở đơn vị tôi bộ đội thì là 12 năm là với toàn bộ những người cả Bắc Nam đầy đủ hết. Thì giờ tôi có cái này, riêng về phía tôi là không phải là người được học bài bản về Diện Chẩn, nhưng mà vô tình bạn tôi tặng tôi một cái cuốn mà của thầy Hoàng Chu thì tôi nghiên cứu nó hay, và đồng thời tôi về tôi đang nghiên cứu thì chính thầy Bùi Quốc Châu này, vâng, cái tay tôi ngã xe máy mấy năm trời không dơ được nhớ, mà cứ cầm đũa không khó, vì tôi này cầm đũa tay chiêu, nên cái tay này nó quan trọng về cái việc không ăn được nữa. Thế thì thầy trên đó thầy bảo này, thầy nói đến huyệt, từ huyệt số 1 thì thầy tìm ra, xong đến tất cả các thứ, đến cái huyệt 65 này thầy bảo cái huyệt 65 tác dụng, tức là nam nó biểu hiện là cái bả vai đấy. Thì muốn nhấc được lên thì là cần ấn vào cái huyệt này trong vòng 2 phút thôi đấy. Thì trên cái đài BBC là thầy nói, thì tôi lấy tay nằm luôn tại ở cái chỗ xem tivi đây, tôi ấn luôn vào đây 2 phút. Thì tôi ngồi dậy tôi giơ tay đằng sau. Vâng, nó kỳ diệu là bây giờ là tôi đang không giơ được ra, tắm rửa là phải có người phục vụ. Thì bây giờ tôi quay ra đây thứ này có kỳ nữa đúng không? Đấy là cái. Thì từ đó tôi thấy kỳ diệu thì tôi bắt đầu là cứ bám lên tivi, hầu như là nó là người bạn thân thiết, mà thậm chí lúc này là cần thiết là hơn cả vợ nữa. Bởi vì vợ không quan tâm đến cái quan tâm tivi thôi, để chữa bệnh được cho mình. Thì báo cáo với cả xe là tôi bị 6 thứ bệnh nó quật gần chết. Đó. Tức là liên một lúc chống cái nọ ra cái kia. Thì bây giờ nhá, muốn bổ thì phải ăn đường. Đấy, đường vào thì lại tiểu đường nó lại không muốn. Thế bây giờ là cứ ăn chay và ăn kiêng luôn. Người tôi xuống từ 74 cân xuống còn có 49 cân. Mất 25 cân thịt trong cái đó vì tất cả các bệnh đấy. Thế nhưng là nhà xác định là thôi cũng bàn nhau là có thể là không qua được. Thì đi mua một đám đất trường Nha Trang rồi. Vâng ạ, đám đất Nha Trang thì đám đất Nha Trang đấy sau này khi mà tôi tự chữa được cho tôi khỏi. Và thì đám đó là dùng cho việc khác, không phải là nữa. Thì có ngày hôm nay thì cũng nhờ có nhiều mặt, nhưng riêng nếu như không biết về Diện Chẩn, biết đến nó, nhưng mà tôi này không có điều kiện đi học. Ví dụ như là tôi liên hệ với thầy thầy Thắng, thầy Phích, rồi thầy cũng mail với thầy Châu, nhưng mà không có điều kiện kinh tế. Cứ nói như lần này đi vào đây, phải không? Tiền vé, tiền đóng học phí tất cả 20 triệu, mà mỗi người hưởng lương 2 triệu rưỡi như tôi thì lấy đâu ra bao giờ đủ. Nhưng mà cũng nhờ có cái học tại chỗ đấy, học trên mạng đấy, thì đồng đội tôi vào thấy thế tôi chữa cho anh em đồng đội, tôi bảo ôi trên mạng đầy thế đây có ông làm đi đúng không, ông biết trên mạng đầy nhưng ông phải biết lấy cái gì để làm chữa cho cái bệnh gì. Thì đấy là cái giờ may trời phú cho tôi ở có cái đầu tổng hợp được những cái đó, thì tôi chữa bệnh cho tôi khỏi. Và đến hôm nay cũng là lần đầu tiên vào, nhưng đúng như cô vừa nói đúng không, học lớp này thì không phải để dành riêng cho những người chưa biết gì. Đó, đấy xác định. Mà thi vai vào tôi nói này, lớp K139 này 70% là các cao thủ võ lâm ở các nơi tuyển về. Tôi xác định như thế, tôi đến đây tôi học được nhiều mọi người. Để báo cáo là đến là có nhiều mà các vị ngồi trong lớp cứ cầm bút từ gạch chỗ này khác, mà ông này cũng biết nhiều. Nhưng biết nhiều, biết 10 nhưng làm được 1. Nhưng là biết 1 phải làm được 10. Tức là có cái bệnh hiểm nghèo nào thì báo cáo với, đây là do tự học trên mạng. Và đấy cũng tôi nghĩ đấy là công lao nghiên cứu của thầy. Thì tôi có được như ngày hôm nay mà chữa được bệnh cho nhiều người. Thì hiện nay là mới vào học đây, tôi ông đấy có người hỏi đây, tại sao ông biết nhiều bệnh nhân ở đây như thế? Tức là học viên đây có người nhà, người bạn thân đưa đi thì tôi ra tay là làm những cái bệnh đó. Và báo cáo này mới như tối hôm qua là một bệnh nhân, cái cháu nó giống như tôi, tức là thoái hóa hoàng điểm và bên mắt bên đây cháu loạn thị, thì bên đây tôi chỉ mộng thôi, loạn thị. Nhưng mới bấm có 2 buổi cháu nhìn được. Tôi đưa cái biển này cháu đọc tên. Đấy. Tức là trước kia không nhìn thấy, bây giờ thì thấy. Đấy, báo cáo. Chú Huỳnh vẫn bấm ở bàn tay hả chú? Tôi bấm ở bàn tay. Dạ. Chú chỉ bây giờ sơ như thầy trên bây giờ nhá, thầy dạy này, một lần thầy dạy khóa 130, thầy bảo tất cả con người ta đây là một cơ thể con người, có đầu, có mình, có chân tay. Thế thì tôi cái cháu đó thì trên cái bàn tay này nó có nhiều mắt, phải không? Thế các vị biết bao nhiêu? Tôi đếm 12 đôi mắt. 12 đôi mắt tôi có thể dùng 12 đôi mắt chữa cho chỗ nào vào đau nhất, tức là sinh huyệt mà bấm vào đau. Chứ còn bấm vào chỗ không đau làm sao nó khỏi? Bấm vào chỗ đau có thể giật người lên và có thể khó gì, nhưng chỉ sau 30 giây thì công hiệu cái bệnh đó lui, và như thế là tôi thắng nó. Tôi thắng là tôi đạt được mục đích của tôi là chữa được bệnh cho mọi người. Thì đấy là cái mà xác định. Thì cái này bởi vì cũng do tôi thực tế 4 năm vừa rồi không đêm nào ngủ trọn. Cứ đến 2 giờ 2 rưỡi tôi bật máy lên, tất cả các đĩa của các thầy tôi nghiên cứu hết. Nếu cái nào nó hợp lý cho cái bệnh tôi đang chữa này thì tôi lấy đó tôi ghi vào, và đến hôm sau tôi thực hành. Thì báo cáo mấy các vị có một cái này rồi tôi lấy của người khác áp dụng vào cái diện chẩn của thầy. Đấy. Tức là cái chú đó bị liệt tai biến, liệt nửa người, chân co lại không duỗi được ra, tay này thì ở còng này. Thì cái việc mà cái tay này thì mà làm cho nó bung ra thì dễ, và nhiều người ở đây làm là làm một phát bung ngay. Nhưng riêng chân co ra thì thầy Đỗ Đức Ngọc, tức là cũng là học sinh diện chẩn của thầy Châu, nhưng ông làm sao ông bảo bây giờ là 10 đầu ngón chân 10 ngón tay chỗ nào liệt thì châm vào đó, nhìn ra máu có đâu, máu không có chân tay cứng. Bởi vì máu nó không chuyển đến đây, nó chết rồi, nó không về thì không có hồng cầu mà máu đen. Tôi mới châm vào 10 đầu ngón chân xong ấy, bởi vì nặng tay tôi yếu hơn người ta. Ô, cái ông này nục điện nó cũng khỏe, chân tay tôi không làm cái nào, tôi lấy cái máy đo huyết áp đấy của tôi là tôi cho vào chân này xong tôi ấn nút thì tự nó bóp cái máu đen lên ra và máu đỏ chảy ra. Thì sau khi máu đỏ chảy ra xong thì là chân người ta mềm, thì tôi kéo được gối này ra thẳng ra. Thế nhưng riêng ngược lại là đến khi cái chú đó kéo gối ra nhưng chân lại chênh nhau 3 phân. Nếu như thế đi cứ tập tành nhiều là giống như cái vô bản hôm đấy đi. Cái này nếu mà đúng là rơi trường hợp trước biết thì không phải trên cao thấp. Vì ông Võ Hoàng Yên lại dạy tôi cái đoạn đó. Đấy. Tôi bóp ra xong tôi cầm cái cổ bẻ lên này, cái gót ra 2 gót bằng nhau thì nó giả lại là 2 chân bằng nhau, và cái chú đó đứng lên 2 tay, đứng thẳng 2 chân lên, chắp tay vái xuống về cái chuyện là làm được 2 chân bằng nhau đi không tập đấy. Thì đấy là cái việc mà mình lấy của người khác vào mình. Thì học 1 nhưng biết 10 là phải là như thế. Nếu học 10 đọc như con vẹt đấy, lúc nào cũng huyệt A huyệt B, cái bộ này bộ kia, nhưng đến lúc vào không làm không đúng. Bởi vì cái huyệt này không phải ông châm mê được, nhưng cái huyệt nó có thể dễ gì thì phải có cái đầu này. Và bây giờ cái đầu của cái sâm mất gừng là nó nhỏ dễ tìm nhất, còn cái đầu to kia thì nó ra một cái vùng to không tìm thấy. Thì báo cáo với cả nước mình là như thế, cho nên là từ mình phải rút kinh nghiệm. Thì cũng như là 2 nữa là ở trong nước mình đây tôi nói tham lắm, ông này tốt cũng muốn, ông kia cũng tốt, mà trong cái thầy dạy thì nhất nghệ tinh nhất thân vinh, phải không? Một nghệ tinh thì cả đời vinh hiển, là một mình vinh hiển. thế hoặc là mình một nghề cho hơn 90 nghề là nôm na của dân gian. Chưa học được đâu có phụ đấy thì vẫn còn ham. Bây giờ như cái lớp này có nhiều đứng lên lên bách lúc tài, nên là cái hôm có cái ông trưởng ban của chủ nhiệm câu lạc bộ, nhưng mà bây giờ cho tôi thi với cái anh đấy, đúng không? Anh giỏi này nhưng mà tuyệt rồi, không thi trong đời không có thi số. Nếu anh cho thi tôi gì luôn để cho ông nhất, cái đấy không quan trọng, nhưng phải chữa được bệnh cho người ta mới, cái uy tín của mình mới được nâng lên. Thì báo cáo đấy là cái đúc kết của tôi trong quá trình, tôi là biết nó thì 10 năm nhưng làm trong 4 năm thì tôi không tính, bây giờ không tính được là được bao nhiêu bệnh nhân. Nhưng có những ngày tôi làm đến 20 người, 25 người, nhưng có ngày lại nghỉ ngơi là không có ai đến, đúng không? Thì không tính được bao nhiêu người, nhưng tôi làm cho khá nhiều người mà đi đến bằng xe taxi, đau đớn ngồi ở trên xe không, nhưng ra về thì vui vẻ đi tung tăng anh. Đấy là báo cáo với cả xe. Bạn có thể nói cụ thể là mình trị cái hoàn điểm thời điểm như thế nào không ạ? Ở các cái mắt ở tay. Tôi đơn giản nhất, không như các vị cứ bảo là không chưa với ai công nhận. Nhưng hoàng điểm lúc mà tôi chữa của tôi thì đúng phác đồ là của thầy Nguyễn Đăng Kỳ. Thầy Kỳ bấm cho tôi ở đâu và cho tôi cái phác đồ đấy, tôi cứ thế tôi làm. Nhưng vừa rồi cái cháu ở là con của bạn cô Ngọc Anh dẫn đến nhờ tôi, thì trước đó là từ mùng 1 tháng 6 là nhờ thầy Kỳ chữa rồi, nhưng mà đến hôm đang ra thì bảo lại tôi sang, tôi có không làm đâu cả. Trên bàn tay trái đây có 3 điểm, đúng không các vị? Đây là đồ hình phản chiếu của mắt. 3 điểm thứ nhất là ở đầu ngón tay út, có một điểm ở ngang đây, chấm ở đây, thì cái đấy là nó tùy theo khi mà mình dò. Cái thứ hai là một điểm nữa là đây, mắt đây, không? Trông giống mình cái mắt chưa? Ở dưới cái ngón tay giữa này là trung tâm mắt. Và điểm thứ ba là đốt ngón tay thứ nhất của cái ngón tay giữa này. Có thể giống cái mắt không? Đúng không? Giống cái mắt. Thì tôi cho cái cây sâm bất rừng đấy, đầu giò, đầu to đấy, vào đây giò, thấy giật lên. Là tôi quay lộn cái đầu kia, tôi để đây 30 giây. Hai cháu tôi làm 2 ngày và hôm qua là ngày thứ 3 thì không đau nữa, là ngày thứ 2 đã không đau rồi, coi khỏi cháu nhìn thấy. Vâng, đây này, giò này, đầu ngón tay út này, nhưng cái cháu này thì giò đây là đau nhất, và đây với đây thì nó bình thường dưới đó. Thì cháu bảo ở chỗ này, đấy, chỗ này tôi làm đúng 2 hôm, đến hôm thứ 3 cháu không có một tí đau nào nữa. Thì tôi tìm hết tất cả các cái gì về mắt, thậm chí là trên cái gò má này nó có một cái điểm mắt về mắt, thì tôi làm cho mọi người đau lắm, nhưng mà ấn vào đây cháu không đau một tí nào qua. Thì báo cáo với nước là đây cũng là một cái nó nhanh, tôi không tưởng được là so với tôi cháu nhanh lắm, cháu mới có 2 hôm cháu đã nhìn thấy được, thì cái điều đó là tôi cũng ngạc nhiên. Mình là người thầy đã làm qua nhiều những cái bệnh tật mà thấy cái cháu ngạc nhiên. Thì hôm qua tôi bảo cháu này, đến thứ hai này là đi đo lại mắt, và cái này là thầy biết, thầy Châu biết. Thế là thầy Châu hôm đầu tiên là chụp vào là lúc tôi đang làm bên cái nhà uống nước ở bên cạnh đấy, thì thầy sang thì là mọi người, thì có cả anh hôm kia là tôi có ở đây chụp lại cái ảnh là cháu khỏi rồi, thì thầy bảo thế chụp cái ảnh mà giữa có tôi với lại Ngọc Anh với lại mẹ cháu và cháu, 4 người. Chụp lại cái ảnh đấy thì cũng là cái tư liệu tôi, nhưng mà tôi cũng rất sợ là nó bị mất, như lần trước tôi mất hết toàn bộ dữ liệu 4 năm nay tôi chụp những bệnh nhân. Thì báo cáo với nước thì ở đây là tôi có cái hình ảnh ghi lại. Dạ, cho chú Hình một tràng pháo tay đi ạ. Với lại cho con xin bổ sung tí xíu ạ. Mọi người có hiểu tại sao mà chú Hình dò trên đây không? Cái này là đồ hình phản chiếu. Mọi người nhớ có cái hình ông hai bàn tay mình úp trên mặt á, thì cái đứa ứng với cái con út nó có một cái đôi mắt. Con đi mấy con ơi. Và đồng hình có nghĩa là những cái dạ đúng rồi, nó có một cái đồ hình như vậy, đây là đồ hình phản chiếu mà Rất nhiều người treo hai bàn tay này thì ở trong sách có, nhưng trong sách có thì chỉ là sách thôi, không làm nó. Thế bây giờ tôi làm thì tôi là lấy theo đồ. Một là đồng hình, đồng tự, mắt ngón tay, nó gọi là cái mắt. Đau nhất nào? Mình này cũng gọi là cái mắt cá. Chứ còn không phải là điểm đau kia có làm được. Có nghĩa là nó cùng âm với nhau thì mình xử lý nó. Và thứ hai là hình phản chiếu. Do thì đồng hình nữa thì con mắt chị thấy nó có tôi nói thật ra phản chiếu là cái con mắt nó nằm đây, còn đồng hình nó là cái đồng hình dạng con mắt mình nheo nhắm mắt lại thì nó giống như cái miếng mắt này nó nhắm lại. Rồi cái này nó cũng gọi là mắt tai nữa, cho nên là mình sử dụng mấy cái đó mình dò. Nó có ba cái nữa thì anh đừng nói tôi chưa khỏi, để trì hoãn mình làm nữa để cho là dứt điểm. Nhưng càng làm thì nó lại càng và mất phản. Đấy thì báo cáo mấy lớp là như thế. Bởi vì là tôi chỉ là cái người nếu như đưa nói đúng xác định định nghĩa ấy, thì nó bảo là thằng trẻ con nhiều tuổi, bây giờ già rồi tính nết như trẻ con. Nhưng mà riêng báo cáo ở đây này, tôi có một cái đặc tính không ưa này mà cũng không thích người xương xe này, nên cái gì tôi học đây tôi đã thấy tôi đã có đủ điều kiện mà nhìn thấy. Làm gì có những người mà thu được không có. Cái đấy là đối với tôi nhé. Về phía không chỉ riêng là thầy tới này là thầy Diện Chẩn, tôi là thầy giáo dạy bổ túc cho quân đội, tôi là thầy mo phong thủy và nhìn mặt. Tôi biết người đó như thế nào, nói thật là tôi nhìn vào con mắt tôi biết. Thế nên báo cáo này, những người đấy tôi cho là xạo. Thậm chí như khóa trước có người định thầy làm thì 100% với 80%, nhưng người khác làm 20%, làm cho người đó nên thực hành mới học tiêu biểu. Không có thế được, mình đáng nhã mình thì tôi bảo mình là người thị phạm, bảo tôi 30%, mà đã 30% là đạt yêu cầu chứ không cần 50-70%. Thì đấy là thực tế, là hôm nay là tôi tâm sự thật. Đấy, nên hôm nọ tôi thấy mà mấy bị thở quay tay thì đã mà nó nóng đến tận đít. Nên thế giỏi thế, tôi quay 1000 cái mà mới nóng đầu mới bay. Tôi nên làm về tôi làm 1000 cái, nhưng làm 1000 cái ở đấy các vị này cứ theo đấy đồng tình. Quay thế này thì có phải bên đây quay một chiều, bên đây một chiều, hai cái chung hòa và ông thầy Tùng đây, thầy giáo ấy, dạy tổng giám đốc. Nhưng bây người ta thế này mới là đồng ứng nó mới hợp là 1 thành 2, đúng không? Thì người mới nóng. Thế còn quay ngược chiều này là người lạnh. Tôi đã thử rồi, trong 4 buổi tôi thử lấy tôi thử. Tôi giống như ông Lý Phúc Lộc là lấy bản thân mình thử. Dạ. Đấy, thì dạ, báo cáo mới có thử cái cách mà quay cả hai tay. Quay cả hai tay, tôi quay cả hai tay và quay cả cổ chân. Tức là một lúc tôi quay được 3 cái đều theo. Không, con hỏi là quay ngược chiều hai bên tay á, là chú quay tới quay lui có quay, không được thế. Quay đã ngược là tôi ngược một hôm thì người lạnh không. Rồi. Dạ rồi, mình tới rồi mọi người. Anh chị mà cái đồ nào mà không cần thiết là mình để lại nha. Còn cái nào đồ nào mà quý giá thì mang theo, mà cái đồ nào mà không rời khỏi cơ thể thì cũng nhớ mang theo. Bây giờ á các bạn ơi, cái này là nói thiệt nha, hiệu quả lắm luôn. Nếu như trường hợp chúng ta bị táo bón nha, chứ không phải sự cố giữa đường. Ủa, đang sự cố mà sao chuyển qua táo bón cơ? Bây giờ từ cái chỗ mà không được tới chỗ được. Đó. Thì các bạn dùng hai cái ngón tay hoặc là dùng nguyên này nè. Các bạn vuốt từ bên phải cái mép của mình nè, bên phải nè. Hình dấu hỏi xuống tới dưới cái cằm, đánh xuống thành cái dấu hỏi. Biết tại sao không? Dùng tay phải hả? Biết tại sao không? Tay phải vuốt từ bên phải vuốt tay nào cũng được. Biết tại sao không? Học Diện Chẩn rồi mà không biết tại sao. Đó là ngoại cái đồ hình phản chiếu nội tạng. Đúng rồi. Nội tạng là nguyên cái hệ thống ruột già đại trường đó. Cô xin một chút xíu bổ sung, biết sao cái bàn tay mình phải nhúng một ít nước không? Cái đó là nếu như muốn hiệu quả nhanh hơn thì các bạn cho ít nước vô tay mình cho nó trơn nha. Các bạn nhớ nha, kéo từ bên phải qua tới giữa cái cằm mình vuốt xuống thành cái dấu hỏi. nha, dấu hỏi ngược đó. Và như vậy thì sẽ có ngược lại đúng không? Sẽ có ngược lại phải không? Khi đi đường mà chúng ta đang bị sự cố xảy ra thì ngược lại thôi. Thay vì vuốt từ bên phải qua thì giờ mình vuốt ngược từ bên trái lại. Thì nó sẽ giải quyết được cái chuyện là. Dạ cô giáo ơi, ở trên này có một học trò hỏi giờ vuốt mấy lần à? À, vuốt mấy lần là do mình thôi, nhưng mà cũng không có lâu lắm đâu ha. À, nhưng mà đó như Hà nói đó, thêm một chút nước trong tay thì tác dụng nó nhanh hơn. Rồi, giống như là cái sự bôi trơn, nó mát nó lạnh. Vuốt mấy lần là tùy vào độ bón của mỗi người. Còn phải thêm nó mới vui. Và cố gắng cho một ít nước vô tay cho nó dễ. Nếu chỗ đó không có nước thì hãy dùng cho nó trơn, cho nó trơn. Con mà chế là đủ nước rồi. Rồi. Cái đó là đại, bây giờ tiểu là sao? À, vấn đề quan trọng là tiểu là sao? Tiểu tiệm á. Bây giờ tới tiểu thì sao nè? Cũng nhớ tới cái đồ hình mà nội tạng đó. Đó. Tiểu thì sao? Hả? Cái vị trí gì? Vị trí cái chỗ nào để tiểu đấy? Bàn quang. Cái này là thầy Quỳnh là làm tiểu đó. Thầy Quỳnh tưởng tượng nhiều lắm cho nên là nói vậy là thầy Quỳnh cười. Đó không? Bên này à. Thì cái miệng của mình á là nó cũng giống như là cái đường tiểu mình vậy phải không? Cái lỗ mà, lỗ miệng. Bên trái của mình đi. Thì các bạn ơi, vuốt. Vuốt vậy là. Giống như là ai vuốt không? Để làm gì cô? Để làm gì? Để làm gì? Tóm lại. Nói này ra. Tóm lại. Mình nói lại á, mà điều mình cũng khéo một chút, mình làm gì tôi trên xe để không không ta nói mình sao. Đúng giờ mình lấy cái dây thun mà buộc miệng bao ấy. Nhưng mà vậy là nó thôi, nó không cần nữa phải không? Vậy thì bây giờ muốn rút muốn cần thì sao? Bây giờ bích rồi, à, đúng rồi. Bánh ra. Đó, vậy là xong nè. Còn chiêu nữa. Chiêu gì? Là nắm cái càm lại. Nắm cái càm lại nữa. Hoặc giả là gì? Hoặc giả gì? Nắm càm lại. Mắc tiểu quá đó mà không có chỗ giải quyết á. Nắm càm lại. Cầm quá là coi chân như biết. Nắm lại tay ra mọc đá, mọc đá. Cái thứ hai, vuốt túm lại. Vuốt túm lại. Hai cách đó hả? Dạ hai cách. Vuốt túm. Còn nếu như mình đang đi trên xe mà mình muốn đi đại tiện, mình đang đi đại tiện, vuốt cái tay mũi qua vậy, vuốt từ bên trái sang bên phải có nghĩa là mình đang mắc đại tiện. Thì mình muốn ngưng lại có nghĩa là tạm thời mình sẽ dùng cái tay bên trái mình vuốt như thế này. Thì trái là phải là mình để dành mang về á chị ha. Đó đúng rồi đó, cứ vuốt vậy đó. Đây là đang đi trên xe vậy. Tên pháp mình sao? Lấy một cái ngón tay thôi. Vuốt như thế nào? Vậy đó tại sao vậy? Vuốt vào mũi. Thế là mình đang ngoái cái mũi mình vậy đó. Giống như mình chào vậy nè. Chứ tầm đây cũng chào vậy. Mình kéo qua mình chào. Dạ được. Kéo tay nào cũng được. Đây nào cũng được, xin miễn là làm cho đúng chiều. Giới hạn biết sao, tại vì ở đây mình có cái ruột thừa, một ruột già nó nằm ở đây. Cho nên để mà mình dễ nhớ, tức là mình chỉ nhớ cái ruột già mình nằm ở đây. Muốn đi ra thì mình rút từ bên đây đi ra. Là mình muốn, mình táo bón, mình đi từ bên đây đi qua. Nhưng nếu mà mình á, mình bây giờ là mình đang bị tháo ruột. Mình muốn quay trở ngược trở vô thì mình phải rút từ bên đây đi ngược vô cái ruột già. Cái ruột già của mình nó nằm ở bên phải, cái góc bên phải. Mọi người bấm vô cái chỗ này thì mọi người sẽ cảm thấy nó hơi bị thốn. Hơi thốn. Chỗ này điểm đó là điểm bắt đầu đúng không? Vậy là mình rút lại là về mọi người nhớ học đồ hình. Dạ đúng chính xác. Trời ơi hay quá. Đầu tiên là phải thuộc đồ hình. Hay quá. Dạ thưa cô Hạnh, cảm ơn cô Hạnh. Ở trên này nghe cô Hạnh diễn thuyết xong thì mới bàn nhau nè, khi nào mà mắc tiểu á là nhớ cái chỗ tiểu không? Bụm nó lại nên cứ thấy để tay lên phía trước không à. Nếu là chi